Tối ngày 4 tháng 10, danh ca hải ngoại Thanh Hà đã đến xem buổi biểu diễn đặc biệt giới thiệu album Love Songs của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tuy đi xem ca nhạc một mình do bạn trai đã về Mỹ, nhưng nữ ca sĩ rất vui vẻ vì chị gặp khá nhiều người quen trong buổi diễn dành cho khách mời VIP như bố mẹ của Hồ Ngọc Hà, diễn viên Thành Lộc, nhà thiết kế Lý Quý Khánh, ca sĩ Dương Triệu Vũ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Châu Đăng Khoa và đặc biệt là bạn gái Trấn Thành, nữ ca sĩ Harry Won. Thanh Hà khen Hồ Ngọc Hà có chất giọng đặc biệt và luôn hát bằng cả trái tim. Còn Hà Hồ vô cùng mến mộ giọng hát của đàn chị và tiết lộ 3 điểm chung: cùng tên Hà, cùng lai Tây và cùng yêu nhiều. Do vậy, dù lịch trình tại Việt Nam khá bận rộn, nhưng Thanh Hà luôn thu xếp thời gian để ủng hộ đêm nhạc của em gái. Cũng như Thanh Hà, Harry Won đi xem ca nhạc một mình mà không có bạn trai Trấn Thành tháp tùng. Ngay khi vừa gặp nhau, hai nữ ca sĩ trò chuyện rất vui vẻ, phá tan tin đồn giận dỗi. Khi phát hiện gương mặt của Harry Won bị bóng dầu sẽ khiến hình ảnh trước truyền thông không đẹp, nữ ca sĩ đàn chị đã khéo léo đưa khăn giấy dặm lại lớp trang điểm cho bạn gái Trấn Thành. Cách đây ít lâu, Thanh Hà đã thẳng thừng từ chối khi được khán giả yêu cầu hát bài hit của Harry Won là Anh Cứ Đi Đi. Chị cho biết mình thường xuyên nhận được các ca khúc do khán giả đề nghị qua mạng xã hội. Vì thế, nữ ca sĩ đã cover nhiều bài hát làm quà tặng nho nhỏ để chiều lòng fan, trong đó có bài Anh Cứ Đi Đi. Thế nhưng, sau khi biết Harry Won đã tốn rất nhiều tiền để mua độc quyền ca khúc này, cũng như gặp nhiều rắc rối vì thường xuyên bị cover, thì Thanh Hà đã kiên quyết không hát dưới bất kỳ hình thức nào. Chính vì vậy, có tin đồn mối quan hệ giữa Thanh Hà và cặp đôi Trấn Thành Harry Won rạn nứt. Nhưng những nụ cười tươi tắn, cái ôm thân mật của Thanh Hà và Harry Won đã chứng minh mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Thanh Hà rất quý mến tài năng cũng như phong cách sống của cặp nghệ sĩ đang gây bão dư luận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!